Chào mọi người nhé, mình vừa mới mở một quán hàng của anh Cường ở đường Thế Vinh, Vĩnh Bảo. Mới bắt đầu Vĩnh Bảo mình trở ở Hải Phòng, nhưng không phải ở Thạch Giá, Kiên Giang mọi người ạ. Như vậy anh ở khá xa mình nhá. Chiếc cà của anh ấy là giấy. Để mình xem nó là giấy. Bây giờ cạc về lỗi nhưng mình nhớ nó là giấy chứ sao ấy. Cước hết 30.000 ở Rạch Giá, Kiên Giang gửi ra mọi người ạ. Mình nhớ là con giấy chỉ 570 hay 580 gì đấy mọi người ạ. Đây anh ấy ghi cho mình nè, lỗi mở 3-4 lần mới lên mà không cài của driver, lỗi chấm than. Anh ấy bọc cũng khá cẩn thận mọi người nhé. Bên trong anh ấy có những cái thanh này như không phải chốt đâu mọi người ạ. Bây giờ cao su hay sao ấy, chắc lắm. Thôi bây giờ mình sẽ tháo ra để thử xem mà có sửa cho anh ấy không. Gần đây thì mình nhận khá nhiều VGA châu của mọi người, toàn giới chơi. Lỗi này thì khó, mình thấy là khả năng khó ấy, bởi vì là cái lỗi đã mở thi thoảng mới mở lên mà lại còn bị lỗi chấm than nữa thì thường nó rơi vào lỗi GPU, tức là con chip chính ở giữa ấy, mọi người ạ, con chip để xuất ra đồ họa đấy, nên là khả năng khá khó. Để mình thử xem là có sửa chữa được cho anh ấy không mọi người nhé. Mình đã mở nhá. Rất nhiều. Mình đã tháo ra mọi người nhá. Vừa ai con người gọi mình, bố vợ mình gọi. Mình nhìn qua ấy thì là nó cực kỳ đẹp mọi người ạ. Mọi người nhìn này, đảm rất là sáng sủa nhá. Tem trước thì bóc rồi. Nhưng mà chắn nắp be này mọi người này. Chắn nắp be rất đẹp này. Cổng kết nối cũng ổn nhá. Nếu mà nói về cũ ấy, thì con này khá đẹp đấy mọi người ạ. Khá đẹp. Để mình nhìn thử xem tản nó mốc không nhá. Tản không mốc mấy đâu mọi người ạ. Thường cành trâu ấy, cái chỗ tản này của bọn Nitro Zafir này nó mốc rất là nhiều luôn. Mà rất là khó tẩy. Tem thì tháo hết rồi. Đã bị tháo ra nhiều rồi. DD computer. Không biết là tem của ai. Mình không biết, chịu. Thôi để mình tháo, để mình ghim điện á, ghim điện xem nó như thế nào. Mà khách bảo là mở nó vẫn lên mà, khi thoảng mở 3-4 lần thì nó lại lên. Nhưng mở lúc mở lên, lúc mở lại không lên. Nếu như mà nó lỗi IC mở nguồn ấy, thì có khi là lại dễ. Thì mình có sẵn IC mình sẽ thay. Còn nếu mà nó lỗi GPU thì kỳ chịu mọi người ạ. Thường cái lỗi đấy mình nghĩ là chắc là một là cái con IC của bọn giới này, đó là con IC có lập trình. Và đôi khi cái lập trình ấy nó bị sai dẫn đến là nó không mở được nguồn thì thay con đấy có khi là ok mọi người nhé. Nhưng mà thường ít khi mình thấy nó lỗi lắm, cũng có nhưng mà ít thôi. Thôi để mình kiểm tra xem sao. Mình đã gắn drive nhá, cấp điện này nó ăn 0.97 này. 0.97 thì mình cảm giác nó hơi thấp một chút, hơi thấp một chút mọi người ạ. Thôi để mình tháo ra xem, đo đạc xem thế nào nhá. Thì như này thì không đo được, nó có back blade mà. Tháo ra nhé mọi người nhé. Mình đã tháo mọi người nhé. Nhìn nó khá là đẹp đấy. Nhưng mà mình cảm giác như chiếc này đã từng sửa VRAM rồi hay sao mọi người ạ. Mình nhìn cái khu vực này không cảm giác không giống như là nó chảy tản nhiệt đâu mọi người ạ. Mà giống như là người ta lau mỡ đi đấy mọi người ạ. Lau mỡ khổ à. Cái tản nhiệt của nó như này mọi người này. Mình cảm giác như người ta đã từng sửa VRAM rồi, đóng lại VRAM ấy mọi người ạ. Hình như là mấy con này. Có thể là một trong bốn con này hoặc là nhiều hơn. Nó chỉ có 4 pha thôi mọi người nhé. Mình thấy bình thường dưới nó hay có 6 pha, nhưng con này thì có 4 pha thôi. Mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo lại xem mà những mức nguồn nó như thế nào. Mình đang ghim điện, lúc đầu ghim mình đang 0.98, đang tăng dần đấy mọi người ạ. Tăng dần như này khả năng là cạc tăng lên ok đấy, mình sẽ đo qua một chút. Đồng hồ của mình đây nhá. Nguồn ở đây 0.9V rồi mọi người ạ.
0,9V này. Đo ở đây đi. 0,9V nha mọi người nhé, nguồn GPU đấy. Chỗ này chắc là nguồn RAM. Chỗ này khó đo ghê. Chỗ này khó đo ghê mọi người ạ. Đây đi. 1,54 này, đúng nguồn RAM nha mọi người nhé. Nguồn RAM đấy. Chỗ này chắc là cái nguồn 0,8 hay 0,9 gì đấy, 0,95 mọi người ạ. Đúng rồi. Như vậy là cơ bản cũng đủ nguồn đấy mọi người ạ. Đủ nguồn rồi thì loa lên tận 1,2 mọi người này. Trong giới cả thế mọi người ạ. Kim điện bình thường này nó sẽ ăn lên, dòng nó cứ từ từ nó tăng mọi người ạ. Mình đã tìm hiểu về con IC bé 5 chân này. Mình sẽ đo qua nó một chút. 1,2,3,4,5 chắc chân thứ 4 đây. Ok. Mình đã gắn vào main nhá. Mình kích nguồn cho mọi người. Con main của mình tưởng nó không nhận RAM, 15 là cốt RAM mọi người ạ. Cốt B299D7. Lên hình rồi. Xuất hình ok à mọi người này. Có xuất hình ok, mình sẽ test thử VRAM xem có VRAM mà lỗi không nhá mọi người nhá. Mình reset lại thì đang treo cốt B2 mọi người ạ. Mình reset tiếp nhá. B2 có thể tắt máy này. Mình sẽ tắt máy nha. Tắt. Máy đã tắt rồi nhá, quạt đã dừng quay nha. Mình kích nguồn lại. Dừng cốt B2 à, thế có khi là lỗi VRAM thật mọi người ạ. 99 lại lên này. Không biết có phải RAM không, nhưng vừa nãy thì không lên mọi người ạ. Nếu mà test VRAM thì mà nó lỗi thì mình sẽ thay VRAM thôi. Mình chỉ xét bàn phím mà nó sẽ treo cốt B2 mọi người ạ. Cho mọi người xem nhé, mình sẽ tắt đi này. Tắt đi. Nhưng mình ấn Ctrl Alt để lấy xét bàn phím ấy thì nó dừng cốt B2. Mình kích nguồn nhé. Kích nguồn lại kiểu này thì khả năng nó lên. Đấy, nó lên nhé mọi người nhé. Thì mình cứ reset bằng bàn phím. Cái tool VRA của mình nó vừa bị lỗi xong. Cái tool test AMD này rất hay lỗi mọi người ạ. Tool của mình lỗi rồi. Mình sẽ reset bằng bàn phím cho mọi người xem nha. Let's check code B2 luôn. Đó. B6 này, B2 này. B2 và không lên gì nhá mọi người nhá. Mình đã xuất VRAM on xong, mình test thử xem sao. Mình đã xuất hình trên card mà máy loại báo mọi người này. Low device select, tức là nó không nhận được card các mọi người ạ. Không nhận được cái lõi này là lõi gì. Mình sẽ thử lạp lại BIOS xem sao nhá. Mình đã gắn nó vào đây mọi người này. Bỏ BIOS ra. Và khả năng cao BIOS của nó đang lỗi mọi người nhé. Lỗi này. Mình có detect rất nhiều nhưng mà không nhận. Mình sẽ thử thay một con BIOS khác xem thế nào mọi người nhé. Mình thay BIOS khác rồi mọi người ạ. Mình đang test. Đấy, test rồi, được rồi này mọi người này. Nó không báo, không nhận được thiết bị như vừa rồi nhé mọi người nhé. Con BIOS của nó chết toi. Xem thử em có lỗi VRAM nào không. Quá trình test VRAM của card AMD nó sẽ như này mọi người ạ. Nó sẽ nháy dọc này một tí, nó sẽ đánh ngang một lúc nữa. Càng nhiều VRAM thì nó test càng lâu. Pass ok mọi người ạ.
Như vậy là không bị lỗi về dao nào cả. Mình sẽ lắp vào máy của mình rồi xem thử test bài test cuối cùng, test benchmark xem nó có chạy ok không mọi người nhé. Mình sẽ chạy keo cho khách luôn. Đấy, sau đó mình gắn, mình chạy keo rồi nhé. Mà sau đó mình gắn tạm hai con ốc vào đây. Đấy, nhìn lại thì cũng chả biết là mình sửa chỗ nào. Lát mình sẽ tháo lại ra, lắp lại cốc ốc thì mình sẽ cho mọi người xem chỗ mình sửa đoạn này nhé. Mình sẽ gắn vào bên của mình, sau đó cho xuất hình thử xem là có ok không. Mình sẽ gắn vào máy của mình và vào nguồn nhé. Sờ thử em quạt nó quay không mọi người ạ? Có quay. Đó, quạt có quay ok. Lên hình không? Chưa thấy lên gì. Bàn phím cũng chưa thấy sáng. Chưa lên hình mọi người ạ. Không lên hình này. Nó không lên này. Chưa thấy lên gì mọi người ạ. Làm lóc sáng rồi này. À quên mất, mình đang cắm HDMI. Phải rút HDMI ra. Đây lên rồi đó. Đã xuất hình qua cổng kia. Cái màn hình nó đang nhận là cổng HDMI, nhưng mà lúc này HDMI trên bên nó không xuất hình nữa, dẫn đến là cái cổng phía dưới kia nó xuất hình, nhưng mà nó xuất hình nhưng mà màn hình lại không nhận được mọi người ạ. Đấy, mình chữa nắm lúc hay quên thế mọi người ạ. Mình đang sửa rất nhiều cạc đấy, nên là chắc nó nhận được driver luôn đấy. Chắc là nhận driver luôn rồi mọi người ạ. Đây RX 580 mọi người nhá. Mình sẽ mở test cho mọi người tham khảo. Thông số của nó, con này chạy với RAM EFIDA. EFIDA mọi người nhá. RX 4GB của hãng Sapphire. RX 580 4GB của hãng Sapphire. Ok, bây giờ vào bài test quan trọng nhất. À, mình sẽ mở như thế này. Để đây đi. Nó sẽ hiện thông số. Tí nữa mình sẽ mở ra mình xem lại. Đấy, và mình sẽ mở cái này cho mọi người. Mình mới học được, mình mới tìm hiểu được cái này khá hay. Để nó sang bên này đi. Chỗ này sẽ hiển thị nhiệt độ này. Chỗ này sẽ hiển thị dung lượng VRAM mà cạc ăn cho mọi người nhé. Mất tội là khi đang sử dụng RAM benchmark ấy thì là đây mình để lại on top. Sao lại không được? Đây mọi người nhìn VRAM nhé. Cái thông số bên trên này 4GB này, nó sẽ là VRAM ấy mọi người ạ. Nó sẽ ăn từ từ dần dần này. Và memory của mình, RAM on của mình nó cũng tăng luôn nhé. Đấy, dần dần nó ăn hết 4GB RAM đấy. Cái phần mềm này test khá là lặng, khá là chuẩn. Đấy, nó loát VRAM dần dần rồi mọi người này. Đấy, nó loát VRAM khi mà full được VRAM nhé mọi người nhé. Thì bắt đầu là cái chữ loading này nó hết và bắt đầu loát vào này. Cả cái mát chưa? 59 độ rồi mọi người ạ. Đó, 3D ăn mắc rồi mọi người này. 3D là đang loát của GPU đấy. Nhiệt độ ở đây cũng báo là 64 độ rồi mọi người này. Quên phải sờ em quạt nó quay không? Như này thì mọi người sẽ nhìn được cả, nhìn được cả VRAM, nhìn được cả GPU, mức độ loát của nó. Chỗ này hiển thị cả nhiệt độ luôn. Mà cái này các bạn cũng cần phải cài đâu. Trong GPU, trong video nó có sẵn, mọi người chỉ cần ấn chuột phải vào cái thanh tab bar này, xong chọn cái chữ Task Manager này, nó lên mọi người ạ. Nó ăn mắc luôn nha mọi người nhá. 4GB về RAM ăn không sót. Về RAM nào này mọi người này. Loát rất là lặng. Nhiệt độ tăng 76 độ rồi. 76 độ rồi đấy mọi người ạ. GPU loát 100%, cả VRAM, cả GPU rất lạ. Như vậy phần mềm này test là rất chuẩn cho mọi người nhé, không sót được đâu.
trong trường hợp một số trường hợp đặc biệt thôi, ví dụ như là con VRAM nó lỗi, nhưng mà nó lỗi dạng kiểu chập chờn mọi người ạ. Chập chờn tức là gì? Tức là những cái bóng bán dẫn ở trong lò ấy, nó giao tiếp và đóng ngắt, lúc thì nó đóng ngắt được, lúc thì nó không đóng ngắt được, và trong quá trình mình test mà nó đóng ngắt được, xong lúc về giao cho khách nó không đóng ngắt được thì đen thôi mọi người ạ. Nhưng mà tỷ lệ thế nó là ít thôi, nó thấp thôi, sửa khoảng độ 20-30 con may ra mới vẫn phải một con như vậy nha mọi người ạ. Nhiệt độ đang ổn định ở mức 74 độ, tầm giới này thì cứ dưới 77 độ mình nghĩ là ok, là mát. Còn trên khoảng độ 80-81 độ thì cũng là chấp nhận được, nhưng mà hơi nóng. Xuống tầm khoảng độ 77 độ như này là ok nhất này. Đây có 74 độ thôi. Phân cảnh 14 rồi đấy mọi người ạ. Dòng Sapphire này rất hay nhá, mình rất thích dòng Sapphire này. Lý do bởi vì là cái dòng Nitro Sapphire này người ta làm khá cẩn thận, đặc biệt là cái tản nhiệt nó dày hơn so với các dòng khác. Vậy là kết thúc bài test. Sức khỏe của em nói như vậy là khá ok đó mọi người ạ. Và nó chỉ lỗi BIOS thôi. Mình sẽ check thử xem nhá. Là với cấu hình như này đây, test xong cái mọi thứ trở về bình thường mọi người này, nó không ăn nữa. VRAM cũng trở về ăn rất ít VRAM luôn. Vậy nên là mọi người khi mà chơi game nhá, ví dụ giả sử các bạn đánh Liên Minh huyền thoại nhá, thì VRAM nó chỉ ăn được 1 GB hoặc đến 1.5 GB thôi, nó không ăn thua. Nhưng mà các bạn GPU cũng thế, nó chỉ ăn được một nửa thôi. Nhưng mà test game như thế là không ăn thua. Mà mình phải test cái game nào mà nó ăn hết, ví dụ PUBG chẳng hạn, nó sẽ ăn hết cả VRAM này và GPU này, thì là mình phải xác định là card của mình có tốt hay không mọi người nhé. Mình mà nó không ít chêm đúng rồi mọi người ạ. Là 580 của Sapphire. Đây có Sapphire không? Đây có Sapphire mọi người này. Sapphire 480 26 mình được 24. Như vậy là thấp hơn so với cấu hình của bạn này. Nhưng mà bạn này chạy Ryzen 8 Ryzen 7 3800 thì cao hơn của mình nhiều. Nên là như vậy, mình test như vậy là ổn nhá. Đây mọi người này, VRAM này, nhiệt độ này, GPU tem 74, nó báo giống y như cái kia mọi người ạ. Fan thì chạy có 69% thôi, chưa chạy max đâu, chắc phải trên 80-90 bắt đầu nó chạy max đấy. GPU loát 100. À, phải xem này nữa mọi người này, cái watt này mọi người này, 147W này. Đấy, như vậy là ok mọi người nhá. Thôi mình sẽ kết thúc sửa chữa chiếc Vega GX này. Không biết có phải trâu không nhưng mà nó khá sáng đẹp. À, để mình tháo cho mọi người xem chỗ mình sửa lại nhá. Đây mọi người này, mình chưa vệ sinh đâu, phải tháo vệ sinh lại cho khách đã. Đấy, tản nhiệt. Con này nó rời nó rời với cái tản mà nó sẽ bắt trực tiếp lên trên main và qua cái miếng backplate nữa. Như vậy là mình đã sửa xong một chiếc VGA Sapphire GX 580 4GB mọi người nhá. Với cái lỗi của nó đây. À đây, khách gửi sẵn cho mình đây rồi, địa chỉ đây rồi. Lỗi mở 3-4 lần mới lên, không cài driver và chấm than. Nguyên nhân của nó là cái phần mềm chương trình chạy lúc ban đầu của nó bị lỗi. Mình nhận thay IC, không thể đọc được con IC này nữa. Tức là nó chết dạng, cũng kiểu chập chờn. Lúc thì là đọc được, lúc không đọc được, dẫn đến là đọc được vào trong ấy thì lại không loát được driver mọi người ạ. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Mọi người thấy video hay hữu ích thì ấn like đăng ký kênh giúp mình. Cần sửa chữa VGA thì cặp màn hình VGA và các MVC laptop hãy có thể liên hệ mình qua phần mô tả của video nhé. Mình để phần mô tả của video địa chỉ số điện thoại của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày vui. Chào tất cả mọi người.